muốn đưa chương trình rồi, viết là trường của mình nhá, nha. Đây bài 5 trang bao nhiêu, trang 566 đấy con, bài 5 trang 66. À, viết về trường của mình, à, trường của mình nó nằm ở đâu, à, tên đầy đủ là gì, nằm ở đâu, rồi à, học sinh thì như thế nào, cơ sở vật chất là gì, rồi viết này. À, I like là tôi muốn, tôi thích. I like to talk about my school. I like to talk about my school. Tôi muốn nói về trường của tôi. Its name is Hùng, Trần Phú Secondary School. Trần Phú Secondary School. Địa chỉ của nó là số mấy? Số 3 hả? Số 4 đúng không? It's on 4 Chu Văn An Street in Pleiku City, Gia Lai Province. Is a big school. It's a big school. There are about, có khoảng 1,000 students. 1,000 students and over 50 teachers. The student are hardworking. À, học sinh của trường Trần Phú thì chăm chỉ. And intelligent, thông minh. Nghe thấy lừa đảo quá ha, lừa dối lòng quá. Rồi, the teacher, giáo viên thì kind, tốt bụng. And helpful, hay giúp đỡ. Helpful. Ok. Viết được không? À, my school has a computer room. Bịa đặt thôi. Không biết có phòng máy tính không? Có một phòng máy tính. Music room, một mỏng âm nhạc đi, bịa đặt. Music room. A library. A laksa. A sport, viết kịp không? Playground, một sân chơi thể thao phía sau đúng không? Có sân chơi thể thao phía sau mà. And a garden. I love my school. Tôi yêu trường tôi. Em yêu trường em với bao bản thân. Và cô giáo hiền. Không chưa, bé hai. Chưa. Sao bé hai? Được kêu như điên. Cô mấy? Cô ba, anh ta được sinh ra bây giờ có ngày con tháng. Ngày 3 tháng 4 năm 2002 con sẽ on cho cô được chưa? Rồi câu số 4. Con sửa thành con rồi đúng không? Câu số 4. What's the day today? Phải làm the day. The sửa cái này, what the day today, cái này thành the after e, học lớp 4 rồi, hỏi ngày tháng. What is the day today? Bạn ghi xong chưa? Ừ. Chép nhanh lên để bày hai chị kia. Rồi. Hai chị này. À, affected là ảnh hưởng, con ghi vào, ghi nghĩa vào. Câu 1 á, affected là ảnh hưởng, bạn Nhi ghi vào để mà dịch mà làm. Enough là đủ. À, not là không đủ đó, không đủ nước á. À, nick là nhu cầu của mọi người đó nha, trong một số khu vực nó bị ảnh hưởng bởi cái gì đó, không có đủ nước cho nhu cầu của mọi người đấy. Hạn hán, the drought. Rồi heavy rain là mưa to, mưa nặng hạt. Kho là gây ra. Cứ để đấy, lát tự mà làm, cô dịch nghĩa ra thôi, tự làm đi. Rồi câu số 3, một người mà mu là di chuyển từ một nơi này tới một nơi khác phải sống thì gọi là gì? Dân di cư ấy. Ok, dân di cư, nhập cư đấy. Tropical storm là bão nhiệt đới con nhá. Câu 4 đó. Tropical storm, bão nhiệt đới.
ghi theo nhân viên. Strong wind là gió to con nhá. Gió to. Farmer nông dân, mu là di chuyển. Chop là nghề nghiệp. Rồi câu 6 này. Electricity là có điện đấy, điện. Câu số 7 này, stuck là bị tắc nghẽn, bị kẹt đó. Kẹt. Ẩn A là 1 tiếng đồng hồ. Câu số 8. Out of work là mất việc. Không có việc làm, thất nghiệp. Ok, tất nhiên rồi không? Làm đi cô sửa. Hôm giờ học hành mình biết tiếng Anh thế nào? Duy xong chưa? Rồi, ok, bạn Duy xong bài bên đây.